Yeah, sáng nay tôi xin chia sẻ chủ đề là hãy sốt sắng. It means to do something with intense energy. Sự sốt sắng đó là có nghĩa là làm điều gì đó với cả sức mạnh. It means to not only boil hot water. Giống như là mình đang nấu một cái nồi nước sôi vậy. But as it's beginning to boil, even stirring it up. Khi mà nó đã sôi rồi mình khuấy lên. God has called His people to be fervent. Và Chúa kêu gọi dân sự của Chúa phải là những người sốt sắng. Let's talk about having a fervent spirit. Và tôi xin nói về chúng ta phải có tinh thần sốt sắng. So in Acts 18, ở trong công vụ, let's look at 24-25. Công vụ chương 18, từ câu 24 đến 25. Công vụ chương 18, từ câu 24 đến 25. Bây giờ có một người Do Thái tên là Apollo, quê ở Alexandria, đến Ephesô. Ông có tài hùng biện và am hiểu kinh thánh. Ông đã học đạo Chúa, có tinh thần sốt sắng, rao giảng và dạy dỗ một cách chính xác những điều về Đức Chúa Giê-xu, mặc dầu ông chỉ biết bát tem dân mà thôi. So this guy was hot. Nên là người này rất là sốt sắng. The Bible says he became mighty in the scriptures. Ông là một người rất là mạnh mẽ trong lời của Chúa. When he preached, khi mà ông giảng, there was real fire. Thì giống như là có lửa bùng cháy. And the Bible says that this guy was fervent in spirit. Và Kinh Thánh chép rằng ông là cái người có tinh thần sốt sắng. So I wonder where he got that. Và tôi không biết là ông đã có điều này từ đâu ạ. In verse 26. Ở trong câu 26, ông bắt đầu giảng một cách giản dị trong nhà hội. Khi Berisin và Aquila nghe ông giảng, họ đem ông về nhà giải nghĩa đạo Đức Chúa Trời cho ông càng kỹ hơn. So when Priscilla and Aquila heard this guy talk, nên là khi mà Berisin và Aquila nghe ông này giảng, I believe they observed this. Và tôi thấy là họ đã nhận thấy this, điều này. This guy is hot for God. Họ thấy là người này rất là nóng cháy cho Chúa. He has a fervent spirit. Ông có một cái tinh thần sốt sắng. And yet he did not have the baptism of the Holy Spirit yet. Nhưng ông chưa được báp têm Thánh Linh. So there's some people that have the baptism. Và có điều gì đó đã xảy ra trong cái cuộc đời báp têm của ông. Were sleepy. Sleepy. Some people that don't have. Xin lỗi, có một số người đã được báp têm Thánh Linh nhưng mà họ lại ngủ gà ngủ gật. This guy to me sounds like an excellent Baptist. Nhưng mà ông này thì giống là một người Baptist mà rất là tốt. Mighty in the word, fervent in spirit. Là người mạnh mẽ trong lời của Chúa và có tinh thần sốt sắng. So when he preached, khi ông giảng, he preached in an intense way. Và ông giảng một cách mạnh mẽ. With all his heart, with all his strength. Với cả hết sức mạnh của ông và với cả tấm lòng của ông. He did not get up on Sunday morning. Ông không phải là đứng vào buổi sáng. Say, brothers, open your Bible to page so and so. Buổi sáng ngày Chủ nhật và nói rằng là xin mở ra trong Kinh Thánh là thế này thế kia. I'm going to share some things with you from the Word of God. Tôi xin chia sẻ với anh chị em qua lời của Chúa như thế này thế kia. That's not the way God wired this guy. Nhưng mà đối với người này là ông không có như vậy. Ông giảng một cách rất là nóng cháy. Often fervent spirit are people. I'm sorry, that fervent people are holy, bold in the Lord. Là những người mà có tinh thần sốt sắng thì họ rất là dạn dĩ trong Thánh Linh. Now who discipled Apollos? Vậy thì ai là cái người đã môn đồ hóa Apollo? John the Baptist. Đó chính là Giăng Báp-tít. And as we know about John, và khi chúng ta biết về Giăng Báp-tít, he was a fervent preacher. Ông là một người giảng rất là sốt sắng. Entirely focused on his task. Và ông hoàn toàn tập trung vào cái công việc của ông làm. Again, he made a disciple out of Apollos. Và ông đã đào tạo môn đồ của ông đó là Apollo. Teaching him how to pray and how to preach. Giăng Báp-tít đã dạy ông biết, ông Apollo biết cầu nguyện và giảng như thế nào. You know, fervent people in the kingdom. Những người mà sốt sắng ở trong vương quốc của Chúa. Are a little bit like the COVID virus. Thì họ cũng giống như một chút giống như là cái dịch virus corona vậy. It brings infection. Là có nghĩa là những người sốt sắng thì họ ảnh hưởng những người xung quanh họ. God's kind of infection. Đó là cái sự ảnh hưởng từ nơi Chúa. When we are fervent in spirit, khi mà chúng ta có tinh thần sốt sắng, often we stir up the gifts of God in other people. Thì thường chúng ta khuấy động những ân tứ của Chúa trong những người xung quanh chúng ta. Timothy wrote this. Timothy đã chép như vậy. Timothy nhì chương 1 câu 6. Vì vậy ta nhắc con, xin lỗi đây là Phaolô viết, vì vậy ta nhắc con hãy nhen lại ân tứ của Đức Chúa Trời mà con đã nhận lãnh qua sự đặt tay của ta. So you and I are called to fan the flame within. Và chúng ta được kêu gọi là hãy nhen lên, hãy khơi dậy, hãy coi như là thổi bùng lên cái ngọn lửa trong mỗi chúng ta. Yeah, often I enter a Christian meeting. Thường tôi đến những cái buổi nhóm Cơ Đốc. That is not fervent. Mà họ không có sốt sắng. I can tell during the worship, I can tell during the prayer. Đó là khi mà tôi thấy trong cái buổi mà cầu nguyện thờ phượng Chúa đó, họ có sốt sắng hay không là tôi nhận biết ngay. Since I'm the speaker, bởi vì tôi là người sẽ giảng. That makes trouble for me.
Thì nếu mà họ không có thờ phượng Chúa một cách sốt sắng thì nó cũng gây khó khăn cho tôi. So usually they have a nice chair off to the side. Có thể là có cái ghế ngồi cạnh bên đó. But I'm gone. Nhưng mà tôi là không I có. I go to the back of the church. Tôi sẽ không có ngồi đó đâu. Tôi sẽ đi ra phía sau hội thánh. And I fan the flame. Và tôi phải cầu nguyện làm cho coi như là mình phải bùng cháy cái lửa trong chúng ta lên. I walk, I pray in the spirit. Nên là tôi phải cầu nguyện ở trong thánh linh. Because I'm going to get that anointing going. Bởi vì tôi thấy là không có những cái sự mà sức dầu ở tại nơi đó. Like you. Cũng giống như quý vị. I want things to happen. Tôi muốn điều gì đó sẽ xảy ra. Not for the flesh. I want things to happen. Không phải là theo xác thịt nhưng mà điều gì đó sẽ xảy ra. When I can't make things happen any longer. Nếu mà tôi không có thể mà có làm gì đó để nó xảy ra. My attitude is God, get me out of here. Có nghĩa là không còn gì mà nó ấy nữa thì tôi nói Chúa ơi xin cất con về đi. But I'm not going nowhere. Nhưng mà tôi chưa có về đâu. Fervent living. Nên là chúng ta phải có cái đời sống sốt sắng. Romans 12. Ở trong Roma chương 5, xin lỗi Roma chương 12 câu 11. Roma chương 12 câu 11. Hãy nhiệt thành, chớ lười biếng, phải có tinh thần sốt sắng, phải phục vụ Chúa. Paul is talking to businessmen. Ở đây Phaolô nói với những người thương gia. He's writing to ordinary saints like you me. Ông cũng viết cho những người cơ đốc nhân bình thường như chúng ta. He says, be servant in your business. Ông nói là chúng ta phải coi như sốt sắng trong công việc làm của chúng ta. If I was a contractor that built homes. Nếu tôi là một nhà thầu mà tôi xây nhà. And I need a couple of guys to work for me. Và tôi muốn có một những người nhân viên làm việc với tôi. We have to put up the inside walls. Phải coi như làm từ xây tường lên. And I've got two guys that work for me. Và tôi có hai người làm việc cho tôi. This is how one guy works. Thì người này làm như thế này. Coi như vừa xây vừa sửa xây vừa coi như tà tà đó. Brother, can I have some water? Cho tôi miếng nước uống đây. The guy's working. Anh này cũng làm việc. By faith, he's working. Nhưng mà bởi đức, coi như làm việc cái kiểu bởi đức tin á, làm coi như là. But the other guy. Nhưng mà còn người kia. He puts the rocks like this. Anh này anh đặt những cái viên gạch lên và anh làm anh xây rất là mạnh mẽ và tập trung. When the bell rings at 12. Khi mà cái giờ điểm đến là 12 giờ trưa. His mind shifts. Thì có nghĩa là anh đã coi như là chuyển giao cho người khác là anh nghiêng. Time to eat. Anh cái giờ nghỉ ăn trưa. Now at the end of the month. Và đến cuối tháng. Who am I going to give a raise to? Cuối tháng thì ai là cái người mà tôi sẽ cho tiền lương cao hơn? Number two guy. Tất nhiên là người thứ hai. Whether he's saved or not saved. Dầu là anh ta được cứu hay là chưa? Forgive me, but sometime in business. Nên là đôi khi trong công việc làm. It's better to hire an unsaved person. Là chúng ta đôi khi phải coi như là chọn những người mà họ xuất sắc mặc dù họ chưa tin Chúa. Who's hardworking and fervent. Là những người họ làm việc chăm chỉ. Than to hire a person that's a Christian. Hơn là mình. Coi như là mình chọn cái người cơ đốc nhân nhưng mà họ không xuất sắc. And they're looking for the next coffee break. Họ chỉ mong chờ đến cái giờ giải lao để uống cà phê. We doing okay? Fervent prayer. Nên là cái sự cầu nguyện xuất sắc. You know, there is a place in the Christian life for long prayers. Trong đời sống cơ đốc nhân chúng ta cũng có những lúc chúng ta cầu nguyện dài. Yeah, when Jesus taught us how to pray. Khi mà Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện. That prayer would take an hour plus. Thì cái sự mà cầu nguyện mà Chúa dạy chúng ta thì nó mất khoảng một tiếng đồng hồ. You know, I have like a child's whiteboard. Tôi có một cái bảng trắng cũng giống như là của mấy đứa học trò đó. And I have a stationary bicycle. Và tôi có cái chiếc xe đạp tập thể dục. So I have to exercise 6 days a week. Tôi phải tập thể dục mỗi tuần 6 lần. So I have that yellow board. Và tôi có cái bảng trắng nhỏ đó. And I have the name of people that I'm praying for. Tôi ghi tất cả những danh sách tên của những người mà tôi sẽ cầu thay cho họ. Cancer. Những người bị ung thư, divorce, những người bị ly dị, suicide, những người mà muốn tự tử, teenagers that are rebellious, những người thanh niên mà nổi loạn. I've got their names. Tôi được ghi tên của họ xuống trong. And so as I'm exercising, và khi mà tôi đang tập thể dục, my mind is up there. Thì tâm trí của tôi hướng về nơi Chúa. So I don't pray a prayer like this. Tôi không có cầu nguyện cái lời như vậy. Oh God, please touch all these. Ôi Chúa ơi, xin hãy đụng chạm những người này. I need to go back to bed and wake up again. Không, tôi không có cầu nguyện cái cách buồn ngủ đó đâu. I go after those people in prayer. Nên là tôi cầu nguyện cho những người này một cách sốt sắng mạnh mẽ. And when I get answers. Và khi mà tôi nhận được cái sự đáp lời từ Chúa, I check it off. Thì tôi sẽ xóa đi. Say thank you, Lord. My faith is working. Và tôi cảm ơn Chúa là đức tin của tôi nó đã tốt. Yeah, we need to pray fervently. Nên là chúng ta phải cầu nguyện một cách sốt sắng. So again, there's a place for long prayers. Nên có những lúc chúng ta cũng cầu nguyện lời cầu nguyện dài. There's a place for a conversational prayer. Rồi có khi chúng ta cầu nguyện cái kiểu mà giống như là tâm sự với Chúa đó. My wife does the dishes. Khi mà vợ tôi đang rửa chén. But she doesn't like to put the dishes away. Cổ thì cổ không có muốn đi coi như là để chén vào trong tủ. I don't want to wash the dishes. Còn tôi thì tôi không có thích rửa chén. I love to put them away. Nhưng mà tôi thì thích là chén bát nó ráo rồi thì tôi để trong My tủ. Wife knows how to build pyramids.
Vợ tôi thì giỏi cái việc mà hay xây tháp. So we're needed in combination. Có nghĩa là tổ của có chất lên của để mà phơi ra thì là tôi lấy tôi bỏ vào trong tủ. So while I'm pushing the putting the things away. Và khi mà tôi làm công việc của tôi là tôi để chén bát vào trong and tủ. And sipping my American coffee. Trong lúc chờ cho cà phê. Yeah, things are happening. Thì tôi cầu nguyện với Chúa. Có nghĩa là tôi cầu nguyện trò chuyện với Chúa. I can talk to the Lord. Tôi có thể trong lúc làm việc tôi có thể trò chuyện với Chúa. As I'm doing the dishes. Khi mà tôi lau chén bát. I can talk to the Lord. Và tôi có thể thưa chuyện với Chúa. I'm repairing my motorcycle. Khi mà tôi chuẩn bị coi như sửa xe. Different kinds of prayer. Nên là có nhiều cách cầu nguyện. But there's a place in your life and mine for fervent prayer. Nhưng mà có những cái điều mà đời sống ta phải có lời cầu nguyện sốt sắng. Let's look this morning at James 5. Xin chúng ta xem trong Gia Cơ chương 5 câu 16 đến 18. Gia Cơ chương 5 câu 16 đến 18. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất xanh sản hoa màu. So, in my opinion, và trong cái quan điểm của tôi, fervent prayer is almost like a preaching a prayer. Cái lời cầu nguyện sốt sắng nó giống như là mình giảng vậy đó. You know, some young guys in the church, có một số người trong hội thánh, they're not mature yet. Họ chưa có trưởng thành. And so the pastor doesn't have them come up and preach on Sunday morning. Và sư không có mời họ lên để giảng vào ngày Chủ nhật. But he'll sometimes say, "Would you open up in prayer?" Nhưng mà mục sư đôi khi nói là mời anh cầu nguyện để cầu nguyện với Chúa. If you're waiting for him to finish. Và nếu mà mình chờ cho người đó cầu nguyện kết thúc. You might as well throw away your watch. Có nghĩa là họ cầu nguyện dài lắm. This guy's going to pray for Laos, Cambodia. Có thể là họ cầu nguyện cho Lào, Campuchia rồi cầu cho cung trăng luôn nữa. He has a preaching gift. Coi như là cái người đó vậy là có ơn giảng rồi đó. And so he used that through his praying. Và khi mà anh ta coi như là nếu mà dùng cái ơn đó mà cầu nguyện như là giảng như vậy. Now James is a practical brother here. Gia-cơ là người rất là thực tế. And he tells you and me that only a fervent prayer. Ông nói rằng là chỉ có lời cầu nguyện sốt sắng. Prayed by a righteous man. Bởi lời cầu nguyện qua của những người công bình. Accomplishes much. Thì sẽ linh nghiệm nhiều. Are you righteous? Vậy thì chúng ta có phải là người công bình không ạ? Everybody here righteous? Chúng ta đây có phải người công bình không ạ? I am for sure. Yeah. Chúng ta là người công bình. I didn't say my perfect. Tôi không nói là tôi là người toàn hảo. But the blood of Jesus has made me righteous. Nhưng mà chính huyết của Chúa Giêsu đã làm cho tôi trở nên người công bình. And so James is saying when we pray this way. Và Gia-cơ nói rằng là khi chúng ta cầu nguyện như cách như vậy. You will get maximum results. Thì chúng ta sẽ có kết quả tối đa. When you're led by the Spirit, you pray fervent prayer. Khi mà chúng ta được hướng dẫn bởi Thánh Linh và cầu nguyện cách sốt sắng như thế này thì chúng ta sẽ có kết quả tối đa. There's no higher way to pray. Không có cái cách cầu nguyện mà cao hơn nữa. I think fervent prayer. Tôi nghĩ là cái lời cầu nguyện sốt sắng is a key to developing a fervent spirit or lifestyle. Chính cái sự cầu nguyện sốt sắng đó là cái chìa khóa để chúng ta có một đời sống sốt sắng. Again, all other types of prayer have benefit. Những cái lời cầu nguyện khác thì nó cũng có ích lợi. But none has the benefit of this type of prayer. Nhưng mà không có cái lời cầu nguyện nó hiệu quả hơn là cái lời cầu nguyện sốt sắng của chúng ta. Fervent prayer. Cái sự cầu nguyện sốt sắng moves God out of heaven. Là sẽ chuyển Chúa từ thiên đàng. He says, "Hello, what you want from me?" Đến trần gian và Ngài sẽ làm cho chúng ta. Fervent prayer, shooting right from the hip. Kaboom, nên là kaboom, cái lời kaboom. Cầu nguyện sốt sắng là cầu nguyện coi như là một cách mạnh mẽ trực tiếp đến với Chúa. When I talk about fervent prayer, khi mà tôi nói về lời cầu nguyện sốt sắng, I'm not talking about hyper. Tôi không có nói là cái kiểu như là mình là cái người mà hyper. Có người mà nói nó lớn tiếng vậy. You take a hyper person and give him some coffee. Cái người mà năng động lắm đó thì mình là uống cà phê vô nữa. Help me, Jesus. Thì coi như là họ rất là mạnh mẽ, họ rất là năng động. But we have a fervent prayer. Nhưng mà khi chúng ta có cái đời sống cầu nguyện sốt sắng. Maximum results are guaranteed for you in this life. Thì tôi bảo đảm chắc chắn nếu quý vị cầu nguyện sốt sắng thì có cái kết quả tối đa. It's not how long you pray. Cái điều quan trọng không phải là chúng ta cầu nguyện bao lâu. But how fervent or intense you pray. Nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện nó có sốt sắng và nó có mạnh mẽ hay không. That attracts heaven. Thì cái điều đó mới thu hút thiên đàng. You know, preaching is fun. Giảng thì nó rất là vui. Praying is not so much fun. Nhưng mà cầu nguyện thì nó không vui lắm. Because prayer is work. Bởi vì cầu nguyện là một cái nỗ lực là phải làm. But that's how the kingdom goes. Nhưng mà vương quốc của Chúa là phải như vậy. What is meant by fervent prayer? Tôi nói về cái sự cầu nguyện sốt sắng là như thế nào. Yeah, let's look at Matthew 12. Xin chúng ta xem ở trong Matthew chương 12 câu 25.
Matthew chương 12 câu 25. Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng của họ nên phán: Vương quốc nào tự chia rẽ sẽ bị sụp đổ, một thành hay một nhà nào tự chia rẽ sẽ không đứng vững. This verse tells us, và câu kinh thánh này cho chúng ta biết, that a kingdom or a house divided against itself will not stand. Nói rằng là một vương quốc hay là một nhà nào đó mà chia rẽ ra thì không thể đứng vững được. Who is that house? Vậy thì ai là cái nhà này? It's me. Đó là tôi. It's you. Đó là mỗi quý vị. Yeah, Paul wrote in 1 Corinthians. Paulo viết ở trong Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 19. Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 19. Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa. So when we pray fervent prayer, nên là khi chúng ta cầu nguyện sốt sắng, we don't pray a divided prayer. Chúng ta không có sự lời cầu nguyện mà nó bị phân tâm. We don't jump around from this to that to this. Không phải là chúng ta cầu nguyện cái điều này rồi cái nhảy qua cái điều kia, nhảy qua điều nọ. But we're focused on the specific thing. Nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta tập chú vào một việc đó và chúng ta cầu một cách sốt sắng. So how can I bring the whole house, me, or the temple together? Vậy thì bây giờ cái nhà là cái là tôi đây, là cái nhà này hoặc là một cái đền thờ của Chúa đây, làm sao tôi để nó lại một với nhau? Matthew 22. Xin đọc ở trong Matthew chương 22 câu 37. Matthew chương 22 câu 37. Đức Chúa Giêsu đáp: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. You are a spirit. Chúng ta là linh. That's who you are. Nó mỗi quý vị là linh. You are not a body. Quý vị không phải là thân thể. You are not a soul. Quý vị không phải là hồn. You are a spirit. Nhưng mà quý vị là linh. Jesus, I have a soul. Tôi có hồn. And live in a body. Và linh hồn của tôi sống ở trong thân thể này. But I'm a spirit. Nhưng tôi là linh. And so when we pray fervent prayer, khi mà chúng ta cầu nguyện sốt sắng, we want to bring the different parts together. Thì chúng ta phải đem ba phần này lại với nhau. My emotions. Là hồn của tôi là cái cảm xúc của tôi. My body with the strength I've got. Và thân thể là cái sức mạnh của tôi. And my spirit, who's the real me. Và tâm linh của tôi, đó là con người thật của tôi. Yeah, it's my place in prayer. Và khi mà tôi cầu nguyện, to control all three. Thì tôi phải tập trung ba cái điều này lại với nhau. So I can pray for a single task. Để tôi cầu nguyện vào một việc nào đó. My mind's into that prayer. Và tâm trí của tôi đặt vào cái việc đó. My body is in a position of submission. Và thân thể tôi nó đặt vào một vị trí. And my spirit is alive. Và tâm linh của tôi nó đang sống động. So in 1 Thessalonians. Ở trong Tê-sa-lu-ni-ca nhất chương 5 câu 23. Tê-sa-lu-ni-ca nhất chương 5 câu 23. Cầu xin Đức chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh em một cách toàn vẹn. Cầu xin tâm linh, linh hồn và thân thể anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được, khi Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ quang lâm. So one more time. Xin nói một lần nữa. The spirit is the real you. Linh, cái tâm linh của chúng ta là con người thật của chúng ta. In God's order. Và trong cái thứ tự của Chúa. Your body submits to the soul. Là thân thể của chúng ta nó phải phục với hồn của chúng ta. Your soul submits to the spirit. Và cái hồn của chúng ta nó phải phục tâm linh của chúng ta. And then our spirit submits to God himself. Và tâm linh của chúng ta phải đầu phục Đức Chúa Trời. So when we're going to pray fervent, nên là khi chúng ta muốn cầu nguyện một cách sốt sắng, you have to use your will, thì chúng ta phải sử dụng ý chí của mình, to bring your soul, để đem cái hồn của mình, and your body, và thân thể của mình, to join with the spirit, để cùng hiệp lại với tâm linh của chúng ta, and pray a united prayer, và cầu nguyện với một cái lời cầu nguyện hiệp nhất. Let's say my wife is cooking. Ví dụ như vợ tôi đang nấu ăn. And I'm praying in the living room. Tôi cầu nguyện ở tại phòng khách. I like what I smell. Tôi nghe mùi thức ăn, tôi thích lắm. I take a little walk over there just to see what she's cooking. Đây là tôi đi tới cái bếp, nhà bếp xem cổ đang nấu gì. That's not fervent prayer. Đó là không phải là cầu nguyện sốt sắng rồi. If I'm going to pray. Khi mà tôi muốn cầu nguyện. I'm going to shut the door. Là tôi sẽ đóng cửa lại. I'm going to go straight up. Tôi sẽ cầu nguyện coi như là hướng về Chúa mà thôi. I'm going to make my body obey. Và tôi phải làm cho thân thể tôi nó phải vâng lời. And so are you. Và quý vị cũng nên như vậy. So use your will. Nên là chúng ta phải sử dụng ý chí của mình. So again, to pray fervently. Để mà cầu nguyện sốt sắng. Is to bring all three parts together at the same time. Thì chúng ta phải đem ba phần thân, hồn và linh của chúng ta đến về một với nhau. You know, I like the sport boxing. Tôi cũng thích cái môn thể thao là võ quyền Anh. I don't like to see people beat each other up. Tất nhiên tôi không có thích người ta đánh nhau. But a real boxer is skillful. Nhưng mà cái người mà võ sĩ quyền Anh thật sự là họ rất là khéo. So let's say there's a champion fight. Ví dụ như là có một cái trận đấu vô địch. And you're the champion. Và cái người kia là cái người vô địch. So you enter this ring. Khi mà họ bước vào cái trận đấu. To outbox your opponent. Thì chúng ta phải đánh
đánh bại cái đối thủ của chúng ta. You don't just swing wild. Chúng ta không phải vào đó một cái quơ quơ. You don't reflect on what you're going to do after the fight. Chúng ta không có nghĩ tới cái việc là sau khi mình đánh xong rồi mình làm cái gì. Yeah, I think I'll take my wife for dinner after this fight. Không có khi mà mình đang đấu với nhau mà mình nghĩ là ô, tôi sẽ đem vợ tôi đi ra ăn ăn tối hay này kia đó. Nope, you don't do that. Chúng ta không có suy nghĩ cái gì. The only thing on your mind. Lúc đó là trong trận đấu là chúng ta chỉ có một điều trong tâm trí. When you climb over the rope. Là tôi làm sao? Is winning. Là trong cái vòng đó trên sân khấu đó là tôi phải đánh làm sao tôi thắng. Knocking that guy out. Làm sao mà đánh gục anh kia. Getting the medal. Để được cái huy chương. And taking my money to the bank. Rồi đem tiền bỏ vào ngân hàng. So again, we're not in there boxing. Đây là khi tôi vào trong trận đấu. The only thing I'm thinking about on the whole planet is you right now. Thì ngay lúc đó là trên cả hành tinh này tôi chỉ nghĩ đến bạn thôi, là đối thủ của tôi thôi. You know, a boxer that I used to follow. Ngày xưa cái võ sĩ coi như về võ quyền Anh mà tôi. Young handsome guy. Tôi thích cái anh này là người rất là đẹp trai, trẻ. He wanted to be champ. Anh muốn trở nên là vô địch. So he trained himself. Nên là anh tự huấn luyện mình. To run every day 40 km. Mỗi ngày anh chạy bộ là 40 cây số. If I tried to run 40 km. Nếu mà tôi mà chạy 40 cây số. I would die after 4 km. Coi như là 4 cây là tôi chết rồi. But not only does he run 40 km. Không phải anh chỉ chạy 40 cây số mà thôi. Jumping the rope at the same time. Nhưng mà vừa chạy vừa nhảy dây. So when this guy comes in to fight. Nên là khi anh này vào cái trận đấu. He's already won the fight before he starts. Coi như là anh vừa bắt đầu là anh thắng rồi, chứ đừng nói gì nữa. He knows he's focused. Bởi vì anh biết anh rất là tập trung. He will reward his body and his soul later. Và sau này thì anh mới phát ban thưởng cho cái thân thể hồn của linh của anh. If I'm playing football, which I don't know how to play. Tôi thì tôi thích nếu mà tôi chơi đá banh. Mà tôi thì tôi không biết chơi and đâu. So this church is playing a game against that church. Ví dụ như hội thánh này chơi đá banh với lại hội thánh khác. Afterwards we'll have some fellowship. Rồi sau đó mình sẽ thông công với nhau. But during the game. Nhưng mà khi mà trong cái lúc mà chơi. You're my enemy. Và coi như là các anh là kẻ thù của I'm tôi. I'm bring you down. Tôi trận và coi như là cái đội của tôi làm sao để thắng các anh. I'm not here to have football fun. I'm here to win. Tôi không phải là để chơi vào chơi bóng đá thôi, nhưng mà tôi vào trận là tôi phải thắng. If I don't win, I'm going to die trying. Nếu mà tôi không thắng được thì tôi cũng cố gắng cho tới chết. God wants a fervent spirit in you and me. Đó có nghĩa là một cái tinh thần sốt sắng trong mỗi chúng ta. Touches my job. Ngay cái trong công việc làm. Touches my marriage. Trong hôn nhân của mình. Touches my ministry. Ngay cả trong chức vụ của chúng ta. Touches my prayer life. Những cái sự sốt sắng đó sẽ nó ảnh hưởng đến tất cả mọi lĩnh vực. The holiday is later. Là khi về với Chúa rồi thì nghỉ ngơi. The dinner is later. Là khi về ăn tiệc mừng ở trên đó. Right now, all that counts is today. Còn bây giờ là chúng ta chỉ nghỉ ngày hôm nay mà thôi. So, discipline. Nên là chúng ta phải kỷ luật. When we pray a united prayer. Khi mà chúng ta cầu nguyện với cái lời cầu nguyện tập chú. Sometimes thoughts will come from the outside. Đôi khi chúng ta có những cái tư tưởng nó đến với mình. Oh, I think I'll go over there in the kitchen and get some water. Đang cầu nguyện cái nó ô thôi đi xuống bếp để lấy miếng nước. I come back to pray again. Rồi trở lại cầu nguyện tiếp. So, you know, I think I'll take a sit. Thôi mình ngồi chút xíu. I'll stand up later. Rồi đứng lên sau. You don't do that. Mình đừng có làm như vậy. Oh, I think I'll go to the bathroom. Nó thôi đi phòng vệ sinh cái đã. None of those things are sinful. Những cái điều này nó không có gì là tội lỗi. But you know, if we're fervent. Nhưng nếu chúng ta là người sốt sắng. We'll take care of that stuff before we start praying. Thì trước khi vào cầu nguyện thì chúng ta hãy làm cái việc những cái việc đó đi. Because when we pray fervent. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện sốt sắng. Our mind is on one thing only. Là tâm trí chúng ta chỉ tập trung một điều thôi. Breakthrough. Đó là phải có cái sự bứt phá. A visit of God. Để có sự thăm viếng từ nơi Chúa. Prayer's answer, not maybe. Và khi chúng ta cầu nguyện thì Chúa sẽ đáp lời cầu xin fervent, của chúng ta. Fervent prayer. Nên là phải có một cái tinh thần sốt sắng, có lời cầu nguyện sốt sắng. Again, sometimes our prayers are not fervent. Đôi khi cái lời cầu nguyện chúng ta nó không sốt sắng. Take practice. Nên là chúng ta phải thực tập. To take a thought that is different and say, I'm not going there. Chúng ta phải luyện tập là có những khi mà chúng ta cầu nguyện có những cái tư tưởng nào nó đến với mình rồi mình phải gạt bỏ nó ngay. So we're not careful. Nếu mà chúng ta không cẩn thận. In our prayer life we can jump from one thing to another. Nếu không cẩn thận trong sự cầu nguyện, đôi khi chúng ta cầu nguyện này cái chợt đến nhớ cái việc khác, đến nhớ cái việc khác. Some people are practical. Có nhiều người họ rất là thực tế. Since they're praying in the kitchen. Khi mà họ cầu nguyện trong nhà bếp. Why don't I sweep the kitchen at the same time I'm praying? Thì có khi mà mình vừa dọn dẹp nhà bếp mình cũng vừa cầu nguyện. That is not fervent prayer, it doesn't work. Nhưng mà cái lời cầu nguyện đó không phải là cầu nguyện sốt sắng. Sweep the house later. Cái việc mà quét nhà sau. Or pray later. Hoặc là để rồi cầu nguyện sau. Again, I'm talking about fervent prayer, not conversational. Nên là tôi nói là cái lời cầu nguyện sốt sắng đó là tập trung cầu nguyện chứ không phải là cái cầu nguyện trò chuyện với Chúa. Again, the whole thing. Nên là is to make all parts submit. Là
chúng ta hãy gom lại ba phần, đó là hồn, linh, thân của chúng ta là một trong sự cầu nguyện. Amen. Amen. Fervent prayer of a righteous man accomplishes much. Và Kinh Thánh chép rằng là lời cầu nguyện sốt sắng của người công bình sẽ linh nghiệm rất nhiều. When you look at Elijah, khi mà chúng ta xem về Eli, you know, of course James is talking about Elijah. Gia-cơ đã nói về Eli. And in 1 Kings we also read. Chúng ta biết ở trong các vua nhất chương 18 câu 31 đến 32. Các vua nhất chương 18 câu 41 đến 42. Eli nói với Ahab: "Xin vua đi lên và ăn uống, vì tôi có nghe tiếng mưa lớn." Vua Ahab đi lên ăn uống, nhưng Eli leo lên đỉnh núi Cạc-mên, cúi xuống đất và úp mặt mình giữa hai đầu gối. So God has given him a word. Và Chúa đã cho Eli một cái lời. That this drought is going to be broken. Lời của Chúa đó là cái sự hạn hán này nó sẽ hết. So we know that Elijah was led to go up this mountain. Và khi mà Eli ông lên trên núi. And when he got there, he crouched down. Thì Kinh Thánh nói là ông quỳ xuống và put his face between his knees. Và sấp mặt giữa hai đầu gối. It's a picture of intense. Đây là một cái hình ảnh là coi như là tập chú. In some way Elijah is here, in some ways he's not here. Giống như là Eli ông quỳ đó, ông sấp sấp mặt đó, ông ở đó nhưng mà thật sự ông không có đó. So he's completely focused with all his body, mind and spirit for the rain. Có nghĩa là ngay lúc đó ông hoàn toàn tập chú vào coi như là cả thân hồn linh của ông để cho mưa xuống. And so you know he had a servant that accompanied him. Và có một người tôi tớ của ông đi cùng với ông. And he said to that guy, "Go up and take a look and see if you're cloud." Eli bảo người tôi tớ là hãy lên xem thử có cụm mây nào không. I'm going to just guess. Và tôi đoán rằng. That maybe it took 3 or 4 minutes to get up there. Có thể là người đầy tớ đó mất 2-3 phút gì đó để lên trên cái đỉnh đó. Look for a cloud. Để nhìn xem có mây không. And return 3 minutes later. Rồi vài phút nữa anh ta trở về. So when we know that passage. Và khi chúng ta biết cái phân đoạn Kinh Thánh này. It says go back 7 times. Là tiên tri Eli bảo là lên 7 lần như vậy. In fact, if you do your counting closely, it was 8 times. Mà thật sự nếu mà chúng ta đếm kỹ đó. This guy goes back and forth and back and forth. Thì cái người này đi lên đi xuống. And Elijah, what's Elijah doing? What's Elijah doing? Là vào lúc đó thì Eli làm gì? He's looking down here on the floor. Eli vẫn sấp mặt mình giữa hai đầu gối. He's not here. He's somewhere else. Có nghĩa là ông tập trung, ông không còn như là không có ở đó nữa. So when the servant says there's no cloud. Và khi mà tôi tớ ông nói là không có mây. Go back and do it again. Thì Eli bảo là hãy lên nữa. Go back and do it again. Và đi lên nữa. So, finally, when he sees the cloud, và cuối cùng thì cái người đầy tớ này thấy cục mây. It's done. Vậy là vậy là đủ rồi, xong rồi. You can pray for somebody else. Rồi ông sẽ cầu nguyện việc khác. So, Elijah has positioned his body. Nên là Eli ông đã đặt mình vào một cái vị trí. To not be looking at the pretty girl that just came in the church. Giống như là chúng ta cầu nguyện, đang cầu nguyện, đừng có nhìn cái cô gái mới bước vào cửa. If I'm gonna look at her, I'll look at her after church. Khi mình cầu nguyện, cứ cầu nguyện đi rồi sau buổi nhóm đi là hẳn nhìn cô ấy. Right now I'm in church. Chứ không phải là lúc ở trong hội thánh. And when I first saw her. Khi mà lần đầu tôi gặp cô này. I could not pray. Tôi không có thể cầu nguyện sốt sắng được. Because I was looking at her too much. Bởi vì lo nhìn cổ làm sao cầu nguyện sốt sắng. Especially when the Lord told me you're going to marry her. Trên Chúa bảo tôi là sẽ kết hôn với cô đó. Fervent prayer. Đây là lời cầu nguyện sốt sắng. Make your body obey like Elijah. Là chúng ta phải tập trung giống như là Eli vậy, đặt cái thân thể hồn linh của mình. Thought wanders in that's contrary, let it go. Nếu mà tâm trí có những cái tư tưởng nó làm cho chúng ta vẫn vơ đó là chúng ta phải gạt bỏ ngay. And focus on your inner man, your spirit. Hãy tập trung vào con người bề trong của mình, you know, linh của mình. When Jesus was in the garden, khi mà Chúa Giêsu ở trong vườn Gethsemane, he faced the greatest temptation of his life. Và ngài đang đối diện với một cái cám dỗ rất là lớn trong cuộc đời của ngài. The temptation to not take the cup of suffering. Cái sự cám dỗ đó là không nhận lấy cái chén khổ đó. But refuse chén it. Refuse đó. It. Ngài có thể từ chối nó. So Jesus had the choice. Nên là Chúa Giêsu có sự chọn lựa. Forget mankind. Là coi như là thôi quên loài người đi. I'm going to save my own life. Bây giờ tôi phải cứu mạng sống của tôi. I don't want to go to the cross. Tôi không muốn lên thập tự giá. Or the opposite. Hoặc là ngược lại điều đó. I'm going to go through. Nên là Chúa Giêsu đã chọn để đi qua con đường đó. And so it says in Luke 22. Được chép ở trong Luca. Luca chương 22 câu 44. Luca chương 22 câu 44. Trong cơn rất đau thương, ngài cầu nguyện càng khẩn thiết, mồ hôi trở nên như những giọt máu rơi xuống đất. If Jesus prayed fervently,
Nếu mà Chúa Giêsu phải cầu nguyện khẩn thiết sốt sắng như vậy, so should I. Thì chúng ta cũng nên như vậy. He is my example, hallelujah. Và Chúa Giêsu chính là tấm gương của mỗi chúng ta. So one more time. Xin nói một lần nữa. Jesus was not thinking about resurrection. Lúc đó thì Chúa Giêsu không có nói về, không có nghĩ đến cái việc mà phục sinh. Having some fish. Rồi sẽ là ăn cá. No, his focus was complete. Nhưng mà cái điều mà Chúa tập trung đó là làm sao Chúa hoàn thành được cái công việc của Ngài. As you know. Như chúng ta đã biết. Fervent prayer is sometimes loud and is also bold. Cái sự cầu nguyện sốt sắng của chúng ta đôi khi nó rất là lớn tiếng và dạn dĩ. I'm a shouter. Tôi là người hay la. She's not. She's the quiet one. Cô thì cô yên lặng hơn. That's just personality types. Đó là mỗi cái cá tính của chúng ta. But when she prays fervent. Nhưng mà khi mà cô cầu nguyện sốt sắng. Whether she's loud or not loud doesn't matter. Thì dầu là cô cầu nguyện lớn tiếng hay là không, cái điều đó không quan trọng. Praying fervent is simply focus. Nhưng mà cái lời cầu nguyện sốt sắng có nghĩa là cái lời cầu nguyện tập trung. You know, there was a prayer meeting in Acts chapter 12. Và chúng ta biết cái buổi cầu nguyện ở trong Công vụ chương 12. Công vụ chương 12, câu 2 đến câu 5. Vua dùng gươm giết Gia Cơ và là anh của Giăng. Khi thấy điều đó vừa lòng người Do Thái, vua đã sai bắt Phi-rơ nữa. Bấy giờ là những ngày lễ bánh không men. Vua bắt Phi-rơ bỏ vào ngục, giao cho 4 quán linh thay phiên canh giữ và định sau lễ vượt qua sẽ đem xử trước dân chúng. Vậy Phi-rơ bị giam trong ngục, còn hội thánh cứ khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho ông. So when Luke writes about James being the first martyr. Khi mà Luca ông viết về cái việc mà Gia Cơ bị bắt bị giết. And he was just put to death with a sword. Và Gia Cơ đã bị giết bởi gươm. I believe the church on that day got a wake up call. Thì lúc đó là hội thánh bắt đầu tỉnh thức. When Peter got arrested. Khi mà Phi-rơ bị bắt. A child knows what's going to happen. Thì họ biết rằng điều gì cũng sẽ xảy ra cho Phi-rơ. Peter's going down. Thế nào họ cũng giết Phi-rơ. Well, the church had a prayer meeting. Nên là hội thánh đã có buổi cầu nguyện. It was a very unusual prayer meeting. Và cái buổi cầu nguyện này nó không có như là thường lệ. It says they prayed fervently. Ở đây nó là hội thánh cầu nguyện khẩn thiết. Around the clock. Họ cầu nguyện coi như 24/24. Until there was a breakthrough. Cho đến khi có cái sự bứt phá. They prayed so fervent. Và họ cầu nguyện quá sốt sắng đi. Because they didn't want Peter to be healed. Bởi vì họ không muốn là Phi-rơ bị giết. Often like Peter. Và cũng thường giống như là Phi-rơ. We are sometimes kept in a prison. Chúng ta đôi khi bị nhốt trong những cái ngục tù nào đó. Whatever that prison might look like. Có thể là cái ngục tù đó là nó như thế nào đó. Until we receive a breakthrough through fervent prayer. Và chúng ta cần phải có cái sự bứt phá trong cái sự cầu nguyện để mà thoát ra khỏi ngục tù đó. So as the church is fervently. Và khi mà hội thánh đang khẩn thiết cầu nguyện. What are the results of that fervent prayer? Thì qua cái lời cầu nguyện sốt sắng của hội thánh thì kết quả đó là gì ạ? Number one, a light from heaven shine. Điều thứ nhất là ánh sáng từ trời chiếu vào Salim. Well, if that happened to me. Nếu mà điều này xảy ra cho I tôi, write a book and make some money. Thì tôi đã viết một cuốn sách để. Yeah. Number two. Và điều thứ hai. His chains fell off. Là xiềng xích của ông được rơi ra. That'll be my next book. Đó thì tôi sẽ viết một cuốn sách nữa. Number three. Điều thứ ba. Prison gates opened by themselves. Là cửa nhà tù tự động mở ra. I'm gonna make a DVD movie on that one. Đó là tôi sẽ làm đĩa DVD luôn. Things simply happen. Như là điều này thực sự đã xảy ra. What worked for them will work for you. Và cái điều này được xảy ra cho họ thì cũng sẽ xảy ra cho chúng ta. What works for you will work for me. Và nếu mà cái điều này nó có thể mà xảy ra cho quý vị cũng sẽ xảy ra cho If tôi. Your prayer life is stuck, not going nowhere. Nếu mà cái đời sống cầu nguyện của chúng ta nó không có được đi đến đâu. Come back to some fervent prayer. Thì bây giờ hãy trở lại với cái sự cầu nguyện sốt sắng. When we pray fervent. Khi chúng ta cầu nguyện một cách sốt sắng. What's the benefit? Thì cái ích lợi đó là gì? Isaiah 10. Là trong Esai chương 10 câu 27. Esai chương 10 câu 27. Trong ngày đó gánh nặng của chúng sẽ cất khỏi vai ngươi, ách của chúng sẽ cất khỏi cổ ngươi, ách sẽ bị gãy vì sự béo mập của ngươi. So again, when we pray fervent, khi chúng ta cầu nguyện một cách sốt sắng, it releases an anointing from heaven. Khi chúng ta cầu nguyện sốt sắng thì khai phóng cái sức dầu từ thiên đàng. To give you and me a breakthrough in that situation. Đến trên đời sống của chúng ta và làm cho chúng ta có sự bứt phá. Lazy people in prayer get nothing from God. Những người mà lười biếng trong sự cầu nguyện họ sẽ không nhận gì từ nơi Chúa. We don't have to pray all night. Tất nhiên chúng ta không phải cầu nguyện suốt đêm. But as we're led by the Lord, nhưng mà chúng ta khi mà Chúa dẫn dắt chúng ta thì chúng ta mới làm pray, điều đó. Pray in this way or about that way. Nên là chúng ta phải cầu nguyện một cách sốt sắng. Some things will happen. Thì chúng ta sẽ thấy điều gì đó xảy ra. Back to this prayer meeting for Peter. Bây giờ tôi xin trở lại cái buổi cầu nguyện cho Phi-rơ. Well, Peter showed up, knocked on the door. Khi Phi-rơ được ra khỏi tù và ông đến ông gõ cửa. And so the girl saw him. Thì có một cô gái chạy ra và thấy she ông. She ran in, she gave a good report. Thấy ông cái chạy vô báo cáo lại.
What did the church say? Và hội thánh nói như thế nào? You are out of your mind. Nói con bị sảng rồi, chắc you're, là you're praying too much, you're crazy. Em nói là chắc là con mất trí rồi. Actually, she was in the mind of Christ. Và thật sự là cô này có tâm trí Đấng Christ, cô thấy rõ ràng ông Peter đó. They kept saying it's his angel, it's his angel. Nhưng mà người trong hội thánh thì có nói là không có đâu, chắc là thiên sứ của ông á. But he kept knocking. Còn Peter thì cứ đứng ngoài mà gõ. God sent Peter to interrupt the prayer meeting. Nên là Chúa đã sai Peter đó đến để mà coi như là bảo họ thì ngưng đi, ngưng cầu nguyện đi. It's already done, it's done, it's finished. Bởi lời cầu nguyện của họ đã được đáp lời rồi. You can go home now, go to bed. À, nói bây giờ con phải, con có thể ngưng đi về ngủ đi. Fervent prayer. Đây là lời cầu nguyện sốt sắng. Prayed by a righteous man or woman. Lời cầu nguyện sốt sắng bởi những người công bình. Accomplishes maximum results in minimal time. Thì nó sẽ có một cái kết quả tối đa, dù là cái thời gian cầu nguyện nó chỉ ngắn mà thôi. You know, I met a woman once in the United States. À, có một lần tôi gặp người phụ nữ tại Mỹ. She was a friend of a friend. Cô là người bạn của bạn tôi. So we located her house and had dinner with her and her son. Sau khi mà chúng tôi đã tìm đến được nhà của cô và ăn tối với cô và người con trai. Her son was 30 years old. Người con trai của cô thì 30 tuổi. Unbeliever. Là một người chưa tin Chúa. Bitter at God. Và rất là cay đắng đối với Chúa. Because his dad, a Bible school graduate, divorced mama. Bởi vì ba của anh đó là đã tốt nghiệp trường kinh thánh rồi cuối cùng lại ly dị vợ. And so he now starts to drink. Và anh này bắt đầu uống rượu. So we had this dinner. Khi mà chúng tôi ăn tối. And so that sister wrote to me and said, I'm going to give you some money for orphans. Nên là đó, qua điều đó là chúng tôi mới biết về người phụ nữ này và cô cũng có cũng hỗ trợ tiền cho những trại mồ côi. So that started happening every month. Nên là cái điều này cô cứ gửi tiền cho trại mồ côi đó mỗi tháng. One day I got an email from her. Và một ngày kia tôi có nhận được cái lá thư. She said, my son has become an alcoholic. Cô nói rằng là con trai của tôi bây giờ là người nghiện rượu. He's so bitter. Nó rất là cay đắng. He just got fired from his job. Nó mới bị đuổi việc. I want to kick him out. Tôi muốn đuổi nó ra khỏi nhà. Pastor, what should I do? Cô nói rằng, mục sư ơi, tôi phải làm gì đây? What was early in the morning? Lúc đó tôi nhận cái lá thư đó là vào buổi sáng sớm. And I started to pray fervent. Tôi bắt đầu cầu nguyện một cách sốt sắng. Very simple prayer. Và cầu nguyện rất là đơn giản. I said, in the name of Jesus. Tôi nói trong danh Chúa Giêsu. Satan, I break your power. Hỡi Satan, ta phá vỡ quyền lực của ngươi. This young guy Jeff. Hỏi cái con người này đó là Jeff. I rebuke you. Tao quở trách ngươi. God, would you cause him to be born again right now? Xin Chúa ngài cho anh được tái sanh ngay giờ này. Would you set him free from alcohol right now? Xin Chúa giải cứu anh ra khỏi rượu ngay giờ này. Thank you for doing it. Và con cảm ơn Chúa là ngài đã làm điều đó. Not thank you that you will do it, but thank you for doing it. Con không cảm ơn Chúa vì ngài sẽ làm điều đó, nhưng mà con cảm ơn Chúa ngài đã làm điều đó. So I got out my little school child yellow board again. Và sau đó tôi lại có cái bảng trắng học trò đó. And here's what I wrote. Và tôi ghi lên trên cái bảng trắng. Jeff just got saved. Jeff vừa được cứu. This date. Ngày hôm nay. And this time. Giờ này. I thank you, Lord. Và tôi cảm ơn Chúa. You know, the next day when I got up. Rồi qua ngày sau tôi thức dậy. And I looked at the whiteboard. Tôi nhìn vào cái bảng trắng. I thought to myself, what do I do now? Rồi tôi tự nghĩ bây giờ mình phải làm gì đây? The phone did not ring. Điện thoại không có reng. Jeff had not given his heart to the Lord. Người mẹ đó cũng không có nói rằng mà Jeff đã được cứu đến với Chúa. The Lord told me. Nhưng mà Chúa nói với tôi. Start thanking me. Con bắt đầu cảm ơn ta đi. What I did yesterday. Những gì mà ta đã làm ngày hôm qua. Faith is now. Đức tin là ngay bây giờ. It is never tomorrow. Không phải là ngày mai. Hope is tomorrow. Hy vọng là ngày mai. Faith is now. Nhưng đức tin là ngay bây giờ. If you don't have it now, you will not have it tomorrow. Nếu mà chúng ta không có bây giờ thì ngày mai chúng ta sẽ không có đâu. So day two. Đây là đến ngày thứ hai. There's no phone call. Thì không có gọi điện. Actually, we don't even have a telephone. Nói chung là lúc đó cũng không có điện thoại. Thank you, Jesus, that 2 days ago. Có nghĩa đến ngày thứ ba thì cô mới viết email cho tôi. Jeff got born again. Cô nói rằng là ông Jeff đã được tái sanh rồi. Set free from alcohol. Đã được giải cứu ra khỏi rượu rồi. Afternoon I got an email. Nên là buổi trưa đó tôi nhận được cái email. She said, Paradise, I don't know what you prayed. Thì cô nói rằng là anh Paddy ơi, tôi không biết anh cầu nguyện như thế nào. But the time difference we have between California and you. Bởi vì cái thời điểm cái múi giờ của chúng ta ở đây với lại Cali nó khác Jeff nhau. Woke up. Thì nói rằng là trước đây mấy ngày said, đó mom, I want to get saved. Trước đây mấy ngày ba ngày đó thì cái anh Jeff đã thức dậy nói mom, là mẹ ơi mom, I want to be set free from alcohol. Mẹ ơi con muốn giải cứu ra khỏi nghiện rượu. So mama took her to his church. Rồi người mẹ mới đưa anh ta đến vào hội thánh. Mama church is passed by pastor what the guy's name big church. Người mẹ mới dẫn con của mình vào Tommy Barnett. Tommy Barnett là cái mục sư đó. And so whatever happened to Jeff? Rồi điều gì xảy ra cho Jeff? No more alcohol since that day. Và từ ngày đó anh Jeff không còn uống rượu nữa. Went to Bible school. Và anh đi vào trường graduated. Kinh thánh.
trường Kinh Thánh và được tốt nghiệp trường Kinh Thánh. Serving the Lord in Christ for the Nations. Và anh đã hầu việc Chúa ở trong cái nhóm That was not hard work for me. 3 minutes. Cái điều này nó không phải là tôi làm cực nhọc gì hết. Tôi chỉ cầu nguyện có 3 phút thôi. But when I prayed, I was fervent. Nhưng mà khi tôi cầu nguyện một cách sốt sắng. No, there's another lady that donates to the ministry sometimes. Và cũng có một người phụ nữ nữa cũng thường hỗ trợ trong công việc Chúa. And so she's in a second marriage. Cô kết hôn lần thứ hai. And so her husband developed brain cancer. Thì người chồng của cô lại bị bệnh ung thư não. And the guy's in his 60s. Anh này thì khoảng trên 60. Doctor says we have no hope. Và bác sĩ nói là người ta không có hy vọng. So she wrote me an email. Và người vợ này cô viết thư cho tôi. She sent that email to some other people. Viết email cho tôi và cũng như cho những người khác nữa. She said something like this. Và cô nói như vậy. We want God's will for my husband. Cô nói rằng là chúng ta muốn ý Chúa được nên cho anh. We believe God can heal him. Cho người chồng của tôi là tôi biết rằng là Chúa có thể chữa lành. Maybe God wants to teach him something. Nhưng mà có thể là Chúa cũng muốn dạy dỗ anh qua cái bệnh tật này. Because Ron's character is not always great. Bởi vì anh Ron là chồng của tôi, đôi khi ảnh cái phẩm cách của ảnh cũng không có được tốt lắm. So I thought about it. Nên là tôi suy nghĩ. If I write to her the truth. Nếu mà tôi viết cho cô về sự thật. Probably our monthly support is gone. Thì chắc là cổ sẽ không vui và cổ sẽ ngưng cái việc mà hỗ trợ nữa. Just a little there. Nên là tôi cũng hơi sợ. I said, forget my money. Thôi, bây giờ cuối cùng tôi quyết định. So I wrote back to her. Tôi viết thư lại cho cô. And I said, it's God's will to heal him. Tôi nói rằng là ý muốn của Chúa là chữa lành cho anh Ron. And I gave her some scriptures. Và tôi đã cho cô một số câu kinh thánh. I said, God is not trying to teach you something through this brain cancer. Và tôi nói rằng không phải là Chúa muốn dạy dỗ anh qua cái bệnh mà ung thư não đâu. If God was going to do that. Nếu mà Chúa làm điều đó. Then he should give all of us brain cancer. Nếu mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta qua bệnh tật thì chắc là chúng ta đều bệnh hết, bị ung thư hết. I got good news. Là tôi có một cái tin mừng. God doesn't have brain cancer. Là Chúa không có bệnh ung thư não. So he can't give what he doesn't have. Nên là Chúa không có cho ảnh cái bệnh ung thư não đâu. So when I corrected her. Nên là tôi đã chỉnh sửa cô ấy. She didn't write to me for a few days. Rồi 2-3 ngày cô không viết thư lại cho tôi. I thought I've lost my friendship. Tôi nói thôi vậy là mình mất luôn tình bạn với cô này luôn rồi. I lost my support. Rồi cũng mất luôn cái tiền hỗ trợ của cổ nữa. So what, Deborah? So what? Nhưng mà cũng không sao. 2 weeks later. 2 tuần sau. They had the checkup. Người ta đi bác sĩ tái khám. The doctor said there is no trace of cancer. It's gone. Bác sĩ khám anh lại thì coi như cái ung thư đó không còn nữa trong não của anh. Fervent prayer. Nên là cái lời cầu nguyện sốt sắng. Prayed by a righteous person. Là cầu nguyện bởi người công bình. Has guaranteed breakthrough. Bảo đảm chắc chắn sẽ có sự bứt phá. Amen. Amen. Hezekiah. Ezechiah. I like this guy big time. Ezechiah là cái người tôi rất là yêu thích. The Bible says he trusted in the Lord more than all kings. Và Kinh Thánh Chúa nói rằng là Ezechiah là người tin cậy Đức Chúa Trời hơn ai hết. Including David. Ngay cả hơn David nữa. So as you know his story. Và chúng ta biết câu chuyện của Ezechiah. It says this in 2 Kings. Điều này được chép ở trong Các Vua Nhì chương 20 câu 1. He became sick unto death. Là ông đã coi như là có căn bệnh gần chết. And he had a prophet word. Và ông có cái lời tiên tri. Not a good word. Cái lời tiên tri này không có tốt. Isaiah said you're going to die. Esai nói rằng ông sẽ chết. What a word of encouragement. Đây là cái lời khích lệ rất là nhiều phải không ạ? Hezekiah was 39 years old. Và Ezechiah ông lúc đó 39 tuổi. Was married, had children. Ông đã kết hôn và có con. And he wanted to live. Ông muốn được sống. So he put his servants out. Và lúc đó thì ông mới bảo tôi tớ ông ra ngoài hết. He got alone with God. Và ông để biệt riêng ra với Chúa. He faced the fall, he faced the wall. Và Kinh Thánh chép rằng ông xoay mặt vào tường. And he said with humility. Và ông nói với cái lòng khiêm nhường. God, I've done this and done that and done this. Chúa ơi, con đã làm điều này, con đã làm điều kia. In a nice way. Trong một cái cách tử tế. He was saying you owe me. Ông muốn nói với Chúa là Chúa ơi, Ngài nợ con đó. And God turned the prophet around. Và khi mà ông cầu nguyện như vậy thì Chúa đã cho tiên tri Esai quay trở lại. Go back and reverse it. Chúa bảo là hãy quay trở lại để nói với Ezechiah. So the prophet said you're gonna, God's gonna give you 15 more years of life. Nên là tiên tri Esai nói rằng là Chúa cho anh sống thêm 15 năm nữa. I guarantee you his wife and kids were happy. Và tôi tin chắc là vợ và con của ông rất là vui mừng. So now Hezekiah is 54. Và năm mà ông Ezechiah 45 tuổi, 54 tuổi. He got sick with something else. Thì ông có một cái căn bệnh khác. If I was Hezekiah, nếu mà tôi là Ezechiah, I'd go back to the wall. Có nghĩa là được đến 54 tuổi rồi giờ tôi xây vào tường tôi cầu nguyện tiếp. I do that until I'm an old man. Con muốn sống già chứ con muốn chết sớm. Fervent prayer. Là lời cầu nguyện sốt sắng. Righteous man. Lời cầu nguyện sốt sắng của người công bình. Accomplishes much. Sẽ linh nghiệm nhiều.
So I believe that some of you pray fervently. Tôi biết là một số anh chị em cầu nguyện sốt sắng. Usually women are more inclined that way. Và tôi nghĩ là đa số những người nữ thì thường cầu nguyện sốt sắng nhiều hơn. But as a man of God, as a young man of God, as an old man of God. Nhưng mà chúng ta là những người đàn ông, là những người của Đức Chúa Trời. Sometimes I have to be reminded. Thì đôi khi chúng ta cũng cần được nhắc nhở. What fervent prayer is. Là hãy cầu nguyện một cách sốt sắng. And how if I shift my prayer that way. Và khi mà chúng ta chuyển cái sự cầu nguyện của chúng ta trong cái chiều hướng là sốt sắng như vậy. My ministry. Trong chức vụ của mình. My walk. Bước đi của mình. My job. Trong công việc của mình. My marriage. Trong hôn nhân của mình. Work better. Tất cả nó sẽ được nên tốt and hơn. My faith will take a jump. My faith will jump up. Và đức tin của chúng ta nó sẽ có cái bước tăng vọt. I will be a history maker. Và chúng ta sẽ là những người tạo nên lịch sử. You will be a history maker. Chúng ta sẽ là những người tạo nên lịch sử. History for the King, for the Lord alone. Tạo nên lịch sử cho vua của chúng ta. Amen. Amen. So if you need to pray fervent. Nếu mà quý vị cần sự cầu nguyện sốt sắng. Maybe this is new for you. Có thể là một số người chúng ta nghe cái điều này là mới. We're going to stand for a moment. Thì xin chúng ta cùng đứng lên. To just increase your fervency. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta có hey, sự sốt sắng càng hơn. Here. We are all the same. Chúng ta đều như nhau phải không ạ? We're on the same page. Chúng ta đều như nhau. Would you cry out for yourself? Chúng ta hãy kêu cầu nơi we'll Chúa. Cry out the same. Xin Chúa thăm viếng và giúp đỡ chúng ta. Well, let's lift our voices like xin chúng ta hãy cất tiếng mình lên.